Em Cường chào các anh các chị. Video hôm trước em Cường giới thiệu về quá trình thi công móng của một công trình nhà khung thép. Em nhận được rất nhiều ý kiến của các anh các chị muốn em Cường quay tiếp giai đoạn 2. Đó là sau khi đổ bê tông móng xong tôn nền thì các công tác tiếp theo của phần móng là gì. Thì thưa các anh các chị, để hoàn thiện một phần móng sau khi mà chúng ta đổ bê tông móng xong thì chúng ta cần phải làm những việc như sau. Thứ nhất là chúng ta phải tôn nền. Thứ hai nữa là chúng ta phải chạy toàn bộ các hệ thống ngầm ở phía dưới và thi công các cái hệ thống bể nước, bể phốt. Thế thì đối với cái công trình em Cường đang đứng đây, đang tập hợp hết tất cả những yếu tố cuối cùng của phần móng để tiến hành đổ bê tông nền. Thế thì em Cường xin giới thiệu lần lượt những kỹ thuật còn lại của phần móng. Đầu tiên thì ở đây có một cái vị trí là các anh các chị nhìn thấy đây. Đây là có 3 cái nắp xanh. Các anh các chị ạ. Có 3 cái nắp xanh. Thế thì các anh các chị bảo hỏi em Cường là các nắp xanh này có ý nghĩa gì? Thì thưa các anh các chị, đây chính là hệ thống bể phốt của công trình các anh các chị ạ. Em Cường xin chia sẻ với các anh các chị một chút. Đối với những cái thế hệ móng, đối với những thế hệ bể phốt ngày xưa thì chúng ta thường làm bể phốt là xây bằng tường gạch 3 ngăn. Một hai ngăn chứa và một ngăn lắng. Thế nhưng mà đến bây giờ sau quá trình sử dụng thì chúng ta nhận thấy là gì? Kết cấu của công trình móng nó có sự xê dịch, nó có sự lún. Thì các bể phốt là rất hay gặp sự cố. Sự cố của bể phốt là gì? Nó là nứt, dẫn đến bể phốt không còn hoạt động được nữa. Thế thì thay vào đó chúng ta đã sử dụng cái hệ bể phốt tất cả là bằng nhựa hết. Các anh các chị nhá, đây cũng là 3 ngăn này. Đây là 1 ngăn này, 2 ngăn này và 3 ngăn. 3 ngăn của cái bể phốt này. Đây là một cái bể phốt rộng như thế này luôn các anh các chị nhá. Từ đây ra đến đây. Em lại đây em quay cho các anh các chị nhìn thấy cái thân bể phốt còn lại đây. Đấy, đây. Đây là một cái thân bể phốt còn lại. Đấy. Rồi, ok. Và đây là các cái nắp của 3 ngăn bể phốt đó. Các anh các chị ạ. Rồi. Thế thì cái bể phốt bằng nhựa này nó có những ưu điểm gì? Thứ nhất là thi công rất là nhanh và chúng ta không phụ thuộc vào bất cứ một yếu tố nào trong quá trình thi công. Được là được luôn, không sợ thấm dột, không sợ nứt bể phốt trong quá trình sử dụng. Thứ hai nữa, cái nhựa này mà ở dưới nền móng thì trong quá trình sử dụng móng có, cho dù cái công trình của mình nó có bị lún lệch hay là nó có bất cứ một hiện tượng cựa nào thì cái bể phốt này không bao giờ bị rò rỉ các anh các chị nhá. Mà nhựa nằm ở phía dưới này thì là bền vĩnh cửu luôn. Rồi, thi công thì rất nhanh, mua về đặt vào một phát là xong. Rồi, ok. Thế còn các cái hệ thống của nó thì nó cấu tạo không khác gì so với cái bể phốt xây bình thường các anh các chị nhá. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa em Cường muốn chia sẻ, đấy là kèm theo bể phốt thì là hệ thống ngầm. Thì các anh các chị có thể nhìn thấy đây. Các anh các chị nhìn thấy đây. Đây là hệ thống đường ống thoát nước này. Đấy, đây là hệ thống đường ống thoát nước. Rồi. Em Cường luôn luôn tiến hành cho đặt các cái hệ thống đường ống thoát nước đi chìm. Đấy, và đổ bê tông luôn, định vị luôn. Chứ rất nhiều người là gì? Là làm móng xong là chúng ta không đổ bê tông nền, chờ xây dựng ở phía bên trên xong rồi bắt đầu lấy cái trạc thải tôn vào nền.
thì lúc đấy mới chạy hệ thống đường ống cấp thoát nước ở dưới. Nhưng mà nếu như mà như thế thì chúng ta sẽ mất đi một cái lợi thế, đó chính là lợi thế về mặt bằng. Lợi thế về mặt bằng nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ không có một mặt bằng sạch sẽ và bằng phẳng để tập kết vật tư và tiến hành thi công phần thân. Vô hình dung chúng ta đang làm giảm đi cái tiến độ thi công của công trình và giảm đi cái lợi thế về một cái điều kiện thi công chật chội. Rồi, ok. Vấn đề thứ ba nữa mà em Cường muốn chia sẻ, đấy chính là cái sắt nền. Các anh các chị nhá. Nếu như mà ở đây các anh các chị sẽ thấy là cái khu vực này em Cường có sử dụng cái sắt phi 10 A150. Đây, các anh các chị đây, nhìn đây đây. Đây là phi 10 A150 nhá. Rồi. Thế tại sao ở chỗ này thì lại có sắt nền? Mà ở vị trí này thì lại không có. Đây. Ở vị trí này thì lại không có. Rồi. Thưa các anh các chị, đó là biện pháp thi công. Bởi vì trong một cái mặt bằng chật chội như thế này, các anh các chị nhìn không gian xung quanh không có một cái vị trí nào có thể đứng được cầu. Bắt buộc em Cường phải đưa sắt vào trong nền bê tông để xe cầu của em Cường có thể vào tận bên trong và đứng ở trong nền để tiến hành lắp ở những cái vị trí xa nhất trong công trình. Đấy là nhiều khi là thiết kế nó không có, nhưng biện pháp thi công bắt buộc phải đưa vào để đảm bảo được cái điều kiện thi công là lý tưởng nhất. Tiếp theo nữa, các anh các chị có thể nhìn thấy đây. Em Cường xin có một lưu ý nhỏ. Lý do tại sao chúng ta lại phải sử dụng bạt chúng ta giải lên trên nền. Có nghĩa là khi mà cái lớp bê tông này mà không có thì là cái lớp ni lông này không có này, thì là cái bê tông này mình đổ là bao nhiêu cái nước xi măng, cái nước của bê tông nó sẽ thấm xuống cái lớp cát này. Chính vì vậy mà cái bê tông là sẽ không còn đủ nước để quá trình ninh kết được đảm bảo theo thời gian nữa. Chính vì vậy cái lớp bạt này nó có tác dụng là gì? Giữ nước. Đấy, giữ nước cho cái lớp bê tông nền. Khi cái lớp bê tông nền này đủ nước, không bị mất nước, thì cái bê tông này mới đảm bảo được chất lượng, các anh các chị ạ. Thế thì đấy là những cái lưu ý. Đấy là những cái lưu ý mà em Cường chia sẻ với các anh các chị khi chúng ta hoàn thiện một cái nền móng. Thứ nhất là chúng ta bể phốt, em Cường khuyên nên bây giờ các nhà nên sử dụng bể phốt sẵn, không phải xây nữa. Thứ hai nữa là những cái vị trí nào chúng ta cần phải gia cố cho nền móng bằng sắt thì chúng ta phải gia cố để đảm bảo cái nền làm việc tốt. Thứ ba nữa chúng ta phải giải được cái lớp ni lông này để tránh cái lớp nền ở phía dưới nó cướp hết nước của cái lớp bê tông ở phía bên trên. Đây, thế còn rồi. Thế còn các anh các chị có thể nhìn thấy đây. Em quay ngược lại đây. Rồi. Tốt nhất em đứng xuống dưới này. Đứng xuống dưới này. Rồi, đây quay sang đây. Quay sang đây. Đấy, thế còn đối với cái nhà bê tông cốt thép và nhà khung thép nó khác nhau ở cái điểm này. Đây là một cái thành be cho cái một cái cụm bu lông là 8 con. Đấy, cái cụm bu lông 8 con. Cái thành be này là gì? Chúng ta đổ bê tông là chúng ta phải chừa lại cái khu vực này là để cái cột bê tông. Cái cột thép khi mà chúng ta lắp đặt xong vào cái cụm bu lông neo này thì cái chỗ này chúng ta sẽ không đổ bê tông nữa mà chúng ta sẽ sử dụng cái Sika Ground để đổ nốt cho nó. Và các anh các chị có thể thấy là sắt sàn của em Cường là cũng chạy cả vào bên trong này. Đấy, rất là cẩn thận. Và đối với cái cụm bu lông thì các anh các chị nhìn thấy là đây là có một cái lớp ni lông này. Cái lớp ni lông này là để bảo vệ cái đường ren. Đấy, bảo vệ cái đường ren của cái từng con bu lông một. Bởi vì nếu không là trong trình đổ bê tông nó dính vào cái đường ren này, đến khi mà chúng ta vặn con EQ là rất khó. Rồi. Như vậy là em Cường đã chia sẻ toàn bộ cái quá trình thi công về phần móng
của một nhà khung thép. Và em Cường xin lưu ý đây là hệ móng cọc các anh các chị nhé. Và móng cọc là gì? Móng cọc là móng sâu, bởi vì là cái cọc của nó là cắm sâu xuống dưới lòng đất. Thế còn đối với móng băng này, móng bè này, hay là móng cốc thì được gọi là móng nông. Thế còn tất cả những cái móng cọc là gồm có cọc ép và cọc khoan nhồi thì được gọi là móng sâu. Rồi, em Cường xin kết thúc video tại đây. Các anh các chị còn thắc mắc gì về cái hệ móng của nhà khung thép thì có thể là comment cho em Cường, hoặc là điện cho em Cường qua số hotline 09 3333 2486. Em Cường cảm ơn và chào các anh các chị.